Có bản lĩnh bỏ thuốc tôi, mà không có bản lĩnh cùng tôi làm hả? Đêm qua chúng ta không phải. Cô yên tâm, mọi người đều là người lớn cả. Chuyện tối qua anh im miệng. Tốt nhất anh nên quên chuyện tối hôm qua đi. Nếu tôi phát hiện ra anh hé răng nửa lời thì không yên với tôi đâu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Cô tên Hạ Mỹ sao? Alo, Ngô Vinh, tôi muốn kết hôn. Chào buổi sáng, Lưu Tổng. Chào Lưu Minh Huệ, giám đốc bộ phận thiết kế. 9 giờ sáng vào làm. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi. Hạ Mỹ, nếu cô không muốn làm nữa nên đi sớm đi. Thật là không làm gì ra hồn. Chị Minh Huệ, Hạ Mỹ đã ở công ty nhiều năm như vậy rồi. Kiều Nguyệt Nhi, bạn của Hạ Mỹ. Không có công lao cũng có khổ lao, phải không? Chị Hạ Hỏa, khách hàng còn đang chờ chị. Hạ Mỹ, cô phải bày tỏ lòng biết ơn với bản thân của mình đấy. Nếu không, cái kiểu nhân viên quanh năm không có tác phẩm xuất sắc như cô, tôi đã loại từ sớm. Dù sao, khách hàng hôm nay cực kỳ quan trọng. Lấy lại trạng thái tốt nhất của cô cho tôi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Làm sao vậy? Trông thẫn thờ như thế. Đêm qua không phải đi tìm đàn ông đó chứ? Đêm qua đúng rồi, dự án tôi nhờ cô lần trước. Cô giải quyết thế nào rồi? Tôi gửi cho cô trước. Được, tôi thấy rồi, nhận được rồi. Cảm ơn bạn tốt của tôi nha. Cực kỳ biết ơn cô. Hạ Mỹ, ngẩn người gì vậy? Đến lượt cô báo cáo kìa. Anh, sao anh lại ở đây? Sao vậy? Không hoan nghênh tôi ư? Tránh ra. Buổi báo cáo hôm nay đều là những công ty thời trang hàng đầu ở Hải Thành. Hạ Mỹ, cô đừng trách tôi. Hạ Mỹ, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý mà. Phương án thiết kế của tôi, xin lỗi nhiều nha Hạ Mỹ. Hạ Mỹ, sao đứng ngẩn người ra vậy? Phương án đâu? Thật ra, Lưu Tổng, tôi vừa bị đổ cà phê lên máy tính. Tất cả các phương án đều đã đủ. Được rồi, Hạ Mỹ, không làm thì nói không làm. Ngay lập tức thu dọn đồ đạc, rồi cuốn xéo. Tôi đã làm rồi. Chỉ là Hạ Mỹ, hay để tôi làm cho. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày tác phẩm nghiên cứu mới nhất của mình. Tác phẩm hiện tại của tôi là kết hợp phong cách chủ nghĩa Bakunin và phong cách cổ điển. Đây không phải là phương án của mình sao? Chị em tốt, mau cứu mạng tôi. Được thôi, cảm ơn nhé. Cùng nhau cạn ly. Tôi Kiều Nguyệt Nhi cùng với Hạ Mỹ là chị em tốt của nhau. Đây chính là phương án của tôi. Các vị có ý kiến gì không? Tôi có ý kiến. Những bộ thiết kế này là của tôi. Hạ Mỹ, cô đang làm gì vậy? Có rất nhiều khách hàng đều ở đây. Hạ Mỹ, mặc dù bình thường tôi rất quan tâm cô, nhưng vào một dịp trọng đại như cuộc họp này, cô không thể bởi vì sai lầm của một mình cô mà vu khống tôi. Tôi tin cô ấy. Anh Quý, theo tôi được biết, công ty hiện tại của anh mặc dù đứng đầu ở thành phố Hải Thiên, công ty thời trang Coldina, nhưng mà anh chỉ là một quản lý thôi. Anh lấy gì nghi ngờ tôi? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là hôm qua tôi vừa nhặt được một USB, bên trong là ghi chép mà Hạ Mỹ đã dùng những tác phẩm của mình giúp cô đăng ký bản quyền trong những năm qua. Cô muốn tự mình thừa nhận hay là muốn tôi cho mọi người xem? Tránh đường. Những thiết kế này rất đẹp. Tập đoàn Coldina chúng tôi sẵn sàng mua lại các phương án với giá gốc. Anh Quý, nhưng mà không phải từ công ty Huyền Vũ, mà là mua riêng trực tiếp từ tay Hạ Mỹ. Đứng đó làm gì? Cút đi. Hạ Mỹ ơi, Cô xem, trước đây là công ty không tốt, những phương án này chuyển cho công ty trước, được không? Tôi sẽ cho cô hoa hồng cao nhất. Thành thật xin lỗi, những phương án này tôi không bán nữa. Và cả công ty này, tôi chịu đủ rồi. Hạ Mỹ, cô to gan quá nhỉ. Hạ Thiên Sơn, ba nuôi Hạ Mỹ, dám đào hôn nữa hả? Đi về, còn không đi. Hoàng Đại Lương, ác bá địa phương, bà già này. Một là giao con gái bà ra đây, hai là trả cả vốn lẫn lãi tổng cộng 1 triệu đây cho tôi. Lý Mỹ Linh, mẹ nuôi của Hạ Mỹ, không phải Hạ Mỹ đi với cậu rồi à? Tôi không biết thật mà. Bớt nói nhảm đi, đập cho tao. Hạ Mỹ, cút về cho tôi. Hạ Mỹ, xin lỗi Hoàng Tổng đi, rồi theo Hoàng Tổng về. Hạ Mỹ, cô trốn kỹ thật đấy. Nếu không phải có người báo lại cho tôi còn tưởng cô ngủm luôn rồi chứ. Lúc đó anh hạ thuốc mê tôi, muốn lừa tôi gả cho anh. Anh đừng có mơ. Ngô Vinh, trợ lý chủ tịch tập đoàn Coldina. Bên kia, hình như xảy ra chuyện rồi. Tôi gọi người đến đây, cứ từ từ. Hạ Mỹ, cô đúng là không đơn giản mà. Nhưng mà chị dâu, cậu xem đi, vận xui của bọn họ sắp đến rồi. Vận xui hả? Sao nào? Nếu không chịu nghe lời thì bắt lại cho tao. Đừng có đánh vào mặt Hạ Mỹ, cô tạo phản à. Anh cút đi, 500.000 tệ đó tôi sẽ từ từ trả cho anh. Hạ Mỹ, trong mắt cô còn có hai ông bà già này nữa không hả? Tôi cũng muốn xem ở Hải Thiên này có người phụ nữ nào mà tôi không có được. Không đúng lúc lắm nhỉ, lại gặp nhau rồi. Hoàng Đại Lương, anh chính là Quý. Quý gì mà Quý, còn không mau biến đi, rút mau. Sao anh lại ở đây? Sao người làm chồng như tôi không thể đến nhà vợ ra mắt được à? Giấy chứng nhận kết hôn, lần sau ra ngoài nhớ mang theo giấy tờ. Anh, con tên Quý Minh Nghị, là chồng của Hạ Mỹ, ba mẹ gọi con Minh Nghị là được rồi. Nhóc con, cậu có biết Hạ Mỹ đã đính hôn với Hoàng Tổng rồi không? Nhưng trên phương diện luật pháp, con mới là chồng hợp pháp của Hạ Mỹ. Được, nếu cậu đã là chồng của Hạ Mỹ, vậy 500.000 tệ sính lễ không được thiếu đồng nào đâu đấy. Đủ rồi, chuyện của tôi tự giải quyết được. 500.000 tệ kia tôi sẽ trả từ từ. Cái nhà này tôi cũng sẽ không về nữa đâu. Cô, lẽ ra loại con gái gì đây không biết, còn không mau đi. Con nhỏ này. Trước khi chính thức bước vào nhà anh, có một số chuyện phải nói rõ trước. Thứ nhất, phòng của tôi phải do tôi chọn. Anh ra sofa ngủ. Thứ hai, không được tôi cho phép, anh không được bước vào phòng tôi. Đại ca, hình như đây là nhà tôi mà. Bớt nói nhảm đi. Thứ ba, ở ngoài không được đi rêu rao anh là chồng tôi. Nghe rõ chưa? Biến thái. Muộn thế này cô còn chưa ngủ sao? Hạ Mỹ. Này, Hạ Mỹ, cô làm sao thế? Tỉnh dậy đi. Hạ Mỹ, ngủ rồi hả? Này Hạ Mỹ, Hạ Mỹ, cô lại diễn vở gì nữa vậy? Quý Minh Nghị, tên sói đội lốt người, tối qua xảy ra chuyện gì? Có cần tôi nhắc cho anh nhớ không? Tối hôm qua là cô tự trèo lên giường tôi đấy chứ. Anh, được rồi, là lỗi của tôi. Vậy đi, cô muốn tôi tạ lỗi thế nào đây? Là anh nói đấy nhé. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là người mẫu của gian hàng phát trực tuyến của tôi. Anh phải làm công miễn phí cho tôi 3 tháng. Nhưng đây đều là quần áo phụ nữ mà. Có cách rồi. Cũng đẹp phết đấy chứ. Chào mừng cả nhà đến với gian hàng trực tuyến của Hạ Mỹ nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một chiếc váy mà tôi vừa mới thiết kế. Ra đây đi. Ra đây. Giới thiệu với cả nhà. Đây là người mẫu mới của tôi. Giới thiệu đi. Nhanh lên. Chào cả nhà. Hôm nay anh người mẫu này đang mặc trên người thiết kế mới của tôi. Chị em nào thích thì nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng nhé. Anh xem, mới đó mà đã có quà rồi. Cảm ơn đã tặng quà nhé. Cảm ơn các chị em nhiều nha. Cảm ơn chung đi. Hạ Mỹ, mau nhìn đi, có nhiều lượt xem chưa kìa. Đừng gấp, đừng nóng lòng. Mọi người đều có phần. Đến món thứ ba nhé. Đến ngay đây chị em. Đừng xị mặt xuống nữa. Của anh đây. Bảo anh cầm thì cứ cầm đi. Tôi đâu phải loại keo kiệt đâu. Cô thích thiết kế thời trang vậy hả? Đương nhiên. Thời trang quan trọng là khả năng ứng dụng. Không cần phải quá cầu kỳ loè loẹt. Dựa vào thực lực của tôi, có thêm anh làm người mẫu, tôi chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền. Không phải đó chứ. Cô thật sự định mỗi ngày đều phát trực tuyến kiếm tiền à? Vậy sao mà được. Một gian hàng trực tuyến nho nhỏ sao có thể thỏa mãn tôi được. Tôi dự định kiếm đủ tiền rồi sẽ mở một cửa hàng quần áo của chính mình. Chào mừng anh đến với phòng thiết kế thời trang của Hạ Mỹ. Phòng thiết kế sao? Không phải chỉ là cái nhà kho thôi sao? Thế nào, rộng rãi thoáng đãng không? Quan trọng là giá còn rẻ nữa. Tôi tìm rất lâu mới thấy chỗ này đấy. Nói mới thấy, đúng là không phải ai cũng tìm được nhỉ. Tin rằng có nơi này rồi. Cửa hàng nhỏ của chúng ta nhất định có thể ngày một lớn mạnh. Có mạnh không thì không biết, nhưng bây giờ đã đủ lớn rồi đấy. Cái gì? Cửa tiệm bị đóng cửa rồi hả? Đóng cửa sao? Tại sao chứ? Tại sao hả? Hạ Mỹ, cô tự ý nghỉ việc, tự ý lấy tác phẩm cá nhân đưa cho tập đoàn Coldina. Cô có biết cô gây ra cho công ty tổn thất lớn đến mức nào không? Tôi thì cũng chỉ dùng một vài thủ đoạn nho nhỏ. Bị cáo Hạ Mỹ vi phạm hợp đồng lao động, gây ra tổn thất lớn cho công ty. Lưu Minh Huệ, rõ ràng là tôi đã nghỉ việc rồi. Hơn nữa, tất cả mọi sản phẩm tôi kinh doanh đều là mẫu thiết kế mới của tôi. Cô lấy cái gì mà kiện tôi? Còn đóng cửa tiệm của tôi nữa. Lấy cái gì hả? Hạ Mỹ, cô nghĩ bản thân quan trọng quá rồi đấy. Cô thật sự nghĩ tập đoàn Coldina sẽ vì mấy mẫu thiết kế này của cô mà trở mặt với tập đoàn Huyền Vũ chúng tôi sao? Cô Lưu này, chúng tôi đúng là hết cách giữ chân Coldina. Nhưng mà, đối phó với cô thì công ty thiếu gì cách. Cô Lưu, chữ là do tôi ký. Hơn nữa đã được sự công nhận của tập đoàn Coldina. Nếu cô có ý kiến gì, có thể đến tập đoàn Coldina để khiếu nại, chứ không phải ở đây bắt nạt một người bình thường. Anh Quý, tôi không biết anh và Hạ Mỹ có mối quan hệ gì, nhưng đây là chuyện giữa tập đoàn Huyền Vũ và cô ấy. Cho dù anh Quý là người của tập đoàn Coldina hay là chuyện này, anh cũng không can thiệp được đâu. Hai chúng tôi là cũng chỉ là một cái phiếu gọi thôi mà. Hạ Mỹ, tôi tự làm tự chịu. Hay lắm Hạ Mỹ. Để tôi xem rốt cuộc cô có gì để đấu với tôi. Sao thế? Vẫn đang nghĩ chuyện sáng nay sao? Có muốn tôi giúp cô không? Giúp tôi sao? Không phải anh cũng đang làm công ở tập đoàn Coldina sao? Làm sao giúp tôi đây? Làm công sao? Tôi nói với cô, tôi ở Coldina. Được rồi, anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Mặc dù chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng tôi cũng không muốn người khác nói tôi sống nhờ đàn ông. Vậy bây giờ cô định làm gì? Có thể làm gì chứ? Tôi cũng không có hợp đồng lao động. Chỉ có thể quân đến ngăn quân, nước đến chặn nước. Không ký hợp đồng lao động sao? Không phải chứ, sao cô có thể cả gan như vậy thế? Cô không ký hợp đồng lao động mà cô cũng dám đi làm. Tôi chỉ là một người bình thường, học vấn bình thường, cũng không có tác phẩm nào nổi bật. Có việc làm là tốt rồi. Không giống anh, hàng ngày chỉ lãng phí thời gian ở công ty lớn. Cũng có tiền, này, không phải chứ? Hay lãng phí thời gian. Anh Quý, sao anh lại đến đây? Nếu anh là vì chuyện của Hạ Mỹ, tôi nghĩ anh nên đi về đi. Lần này tôi đến đây chủ yếu có hai việc. Thứ nhất, tập đoàn Huyền Vũ các người vu khống chúng tôi là đối tác tập đoàn Coldina. Thứ hai, trong trường hợp các người tiếp tục không ký hợp đồng lao động mà sử dụng tác phẩm của người khác khi không có sự cho phép, rốt cuộc anh muốn nói gì? Bây giờ tất cả tài liệu được thu thập đều ở đây. À, đúng rồi, còn có tập đoàn Coldina chúng tôi nhắm vào quý công ty với đơn kiện liên quan đến việc cắt xén vật liệu trong quá trình gia công trang phục nữa. Anh Quý, anh là đang... Tình hình chính là như vậy. Tôi không muốn nói gì nữa, cô tự quyết định đi. Này, anh Quý, đừng tức giận, anh bình tĩnh đi. Tôi sẽ gọi người đi xử lý, hôm nay sẽ rút đơn kiện từ tòa án. Tôi hy vọng cô ấy sẽ nhận được một kết quả xử lý công bằng. Được, được thôi. Hay là anh uống chút nước, bình tĩnh lại đi. Lưu Tổng, sao anh lại ở đây? Lưu Tổng, chất lượng của lô hàng này rất tốt. Đây, cô uống nước đi. Chúng ta hãy giữ liên lạc thường xuyên nhé. Công ty còn có việc, tôi đi trước đây. Lưu Tổng, chuyện giữa tôi và tập đoàn Huyền Vũ, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi vừa mới nghỉ việc đã tự mở cửa hàng. Là lỗi của tôi, đã gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Tôi xin lỗi. Tổn thất tôi gây ra cho công ty, tôi sẽ gánh chịu hậu quả tương ứng. Nhưng mà, tất cả trang phục đều do tôi thiết kế. Tôi không nghĩ rằng thiết kế của tôi và tác phẩm của tôi trong thời gian làm việc có chỗ nào giống nhau. Trong thời gian mở cửa hàng, đây là tất cả số tiền tôi kiếm được. Tất cả đều ở đây. Nếu cô muốn giá cao hơn thì tôi cũng không có. Này, cô hiểu lầm rồi Hạ Mỹ. Vừa hay tôi muốn nói với cô chuyện này. Chuyện trước đây đều là do tôi nghĩ không tới. Đừng hành động bốc đồng nhé. Về vấn đề tiền bồi thường, chúng ta thương lượng lại nhé. Cô thấy 100.000 thì sao? 100.000. Trong thời gian tôi mở cửa hàng, tổng cộng kiếm không tới 20.000. Cô hét giá thì cũng phải có mức độ chứ. 80.000, 10.000, 10.000 không được, ít quá rồi. 50.000, 20.000, vậy đi. Rốt cuộc thì vẫn là nhân viên của Huyền Vũ. Hạ Mỹ, không ngờ cô lại có nghĩa khí như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Sớm biết thì mình đã nói là 15.000 rồi. Lại mất tiền của mình rồi. Vậy được, lát nữa tôi sẽ bảo tài chính chuyển tiền cho cô. Nhưng chúng ta cần nói rõ trước. Lấy tiền xong, chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ hoàn toàn nhé. Cái gì? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Cô chuyển tiền cho tôi. Mất nửa ngày mới lấy lại được 20.000. Anh còn nói nữa. Sớm biết là cô ta cho tôi tiền thì tôi đã đồng ý với cô ta rồi. Làm tôi mất 80.000 vô ích. Thôi kệ đi. Làm người cũng không nên quá tham lam. Nhưng anh nói xem, tại sao cô ta lại đưa tiền cho tôi? Nói, có phải anh và Lưu Minh Huệ đã nói gì với nhau rồi không? Làm sao có thể chứ? Hôm đó cô cũng thấy mà, người ta không hề coi trọng tôi. Cũng đúng, anh là một nhân viên quèn, lấy đâu ra thể diện như vậy? Cô chuyển cho tôi 15.000, không phải cô mới lấy được 20.000 thôi sao? Mặc dù chúng ta sống cùng nhau, nhưng tôi cũng không thể chỉ tiêu tiền của anh. Đáng tiếc, số tiền tôi vừa kiếm được lại mất đi một nửa. Cô xem, công ty chúng tôi đang tuyển nhà thiết kế, trang phục. Nhưng trong kho của tôi còn một lô hàng nữa. Hay là cô bỏ đi, dù sao cũng không có giá trị. Sao có thể chứ? Tôi đã làm việc rất vất vả để thiết kế ra mà. Có cách rồi. Tôi nói cô có cách thì có cách. Có thể lần sau đừng vỗ chân tôi không? Giảm giá, đại giảm giá. Đại giảm giá, mỗi món chỉ 10 tệ. Đây chính là cách hay mà cô nghĩ ra sao? Bán được một món thì cũng đỡ một món. Tốt hơn là để ở nhà. Có bản lĩnh thì anh đến bán giúp tôi đi. Bán thì bán. Bán nào? Đại ca, mua vài món đi. Bán cái gì chứ? Đây là quản lý đô thị. Ai cho phép hai người bày bán ở đây? Đã nộp phí bán hàng chưa? Cái đó chúng tôi cũng không biết. Phải nộp phí bày bán sao? Nào, khu phía Tây, đến đây hỗ trợ một chút. Ở đây có người vi phạm này, mau chạy. Này, đừng chạy. Cô chạy cái gì chứ? Không cần hàng nữa sao? Nếu không chạy, phí gian hàng cộng với tiền phạt sẽ là hàng chục ngàn đấy. Hàng của tôi cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn thôi. Vậy giờ chúng ta làm gì? Ăn không khí sao? Bị phạt thật hả? Tôi nhận được thông báo phỏng vấn của Coldina rồi. Chào các vị, tôi tên là Hạ Mỹ, đây là thông tin của tôi. Hạ Mỹ, là tôi, hồ sơ của cô Hạ Mỹ rất tốt. Cô Hạ Mỹ, nếu không có vấn đề gì, tôi hy vọng cô có thể sớm vào nhận việc. Tôi có thể vào làm bất cứ lúc nào. Đợi đã. Cô Hạ, sau khi xem qua hồ sơ của cô, tôi cảm thấy thiết kế của cô thực ra cũng khá tốt. Nhưng mà, những người thiết kế thời trang như chúng tôi đều biết, một nhà thiết kế giỏi phải mất rất nhiều năm để tích lũy. Tôi thấy tuổi của cô cũng không lớn lắm. Tôi 25 tuổi, 25 tuổi sao? Một người trẻ mới 25 tuổi lại có thể thiết kế xuất sắc như vậy. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi cho rằng nhà thiết kế giỏi là nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng trong thời gian dài. Nếu như chị chỉ cho rằng tôi còn trẻ mà phủ nhận tài năng của tôi, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được. Cô Hạ, vậy theo lời cô nói, cô cho rằng cô rất có tài năng sao? Tôi không cho rằng tài năng của tôi sẽ hơn những người khác, nhưng mà tôi rất tự tin vào các tác phẩm của mình. Tự tin sao? Vâng, tôi tự tin. Cô Hạ Mỹ, cô có mang theo tác phẩm của mình không? Tôi chuẩn bị vội vàng quá nên quên đem. Cô Hạ, cô đang đùa với tôi đấy sao? Cô nộp hồ sơ vào công ty với rất nhiều dự án thiết kế nhưng lại không mang theo tác phẩm. Cô thực sự nghĩ rằng tập đoàn Coldina chúng tôi là nơi ai muốn thì vào sao? Người tiếp theo, đợi đã, tôi có thể chứng minh. Được thôi, để tôi xem cô chứng minh thế nào. Cô tính làm gì vậy hả? Cô muốn làm gì? Đứng yên, trúng vào người bây giờ. Cầm nhọn như vậy kết hợp với áo cổ tròn sẽ không toát ra được khí chất của phụ nữ công sở. Cô làm gì vậy? Xong rồi. Cô Hạ, chúc mừng cô đã trở thành một trong những nhân viên của tập đoàn Coldina. Hy vọng cô sớm gia nhập công ty. Vậy thì tốt quá. Danh sách lần này, danh sách người mới nhận việc, đưa tôi xem. Ở đây này. Trợ lý thiết kế sao? Người ta xuất sắc như vậy lại cho người ta làm trợ lý, hợp lý sao? Thư ký Ngô, mỗi nhà thiết kế của tập đoàn Coldina chúng ta đều có tác phẩm thành công của riêng mình. Sau khi được đề cử mới lên chính thức. Tôi không quan tâm cô ta giỏi thế nào, quy tắc là quy tắc. Nhưng cô có biết Hạ Mỹ chính là, tôi không quan tâm cô ta là ai. Nếu như cô ta thực sự đủ giỏi, vậy thì lấy tác phẩm ra mà chứng minh. Không phải tôi nói rồi sao? Cô càng ngày càng hà khắc đó. Thư ký Ngô, nếu không còn việc gì nữa thì ra ngoài trước được không? Tôi còn phải làm việc nữa. 30 tuổi mà như là đến tuổi mãn kinh rồi. Cậu sắp xếp sao rồi? Đã sắp xếp xong. Chỉ là cái vị trí này. Để tôi kể cho anh nghe. Cái gì vậy? Độc thân lâu rồi nên cũng thay đổi giới tính luôn hả? Cứ ngồi đây nói đi. Không phải, cô ta đã sắp cho Hạ Mỹ vào làm trợ lý thiết kế. Anh nói xem, đường là phu nhân chủ tịch lại làm trợ lý, có hợp lý không chứ? Thực ra chuyện này tôi ủng hộ Quỳnh Anh. Tôi công nhận Hạ Mỹ đúng thật là rất giỏi. Nhưng các nhóm người tiêu dùng khác nhau, bọn họ sẽ có yêu cầu về phong cách thời trang hoàn toàn khác nhau. Nếu Hạ Mỹ muốn trở thành một nhà thiết kế tài ba, chuyện này cô ấy nhất định phải trải qua. Ông nhìn xem, có phải Hạ Mỹ không? Chắc chắn là nó. Khó khăn lắm mới tìm ra được. Lần này không thể để nó chạy. Hạ Mỹ, Hạ Mỹ này, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Sao hai người lại đến đây? Tôi cứ bảo sao lại tìm không ra cô. Hóa ra là được vào công ty lớn rồi. Kiếm được tiền liền không thèm nhận ba mẹ nữa. Tôi đã nói rồi, 500.000 đó từ từ tôi trả. Hai người đừng đến tìm tôi nữa. Hạ Mỹ, cô dám đánh tôi? Cô tạo phản sao? Hạ Mỹ, mẹ với ba con cũng không dễ dàng gì. Nếu như không phải phía Hoàng Đại Lương hối quá thì ba mẹ đã tìm cách khác rồi. Từ nhỏ đến lớn, hai người luôn lấy cớ là chăm sóc tôi, vay tiền bên ngoài. Bây giờ còn muốn đưa tôi đi gán nợ. Có nhiều lúc tôi suy nghĩ, hai người có thật sự là ba mẹ ruột của tôi không? Đừng phí lời với nó nữa. Hôm nay có tiền thì xong chuyện. Nếu không tôi sẽ đến quầy chỗ cô làm, để cho ông chủ của công ty cô và các đồng nghiệp đều biết cô là một đứa không biết phụng dưỡng ba mẹ. Không đưa tiền thì đừng hòng đi. Bỏ ra, buông tôi ra. Ông ơi, ông nó ơi, ba bị sao vậy? Hạ Mỹ, sao rồi? Tôi không biết nữa. Bác sĩ, thế nào rồi? Tạm thời không có gì nghiêm trọng, chỉ có một chuyện tôi thấy kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Ban nãy lúc lấy máu, tôi đã kiểm tra một chút, nhóm máu của bà Lý và ông Hạ, một người là nhóm A, một người là nhóm B, nhưng nhóm máu của cô Hạ lại là nhóm máu hiếm RH, nhưng mà cô Hạ lại khẳng định ba người là quan hệ ruột thịt. Bác sĩ, chị nói rõ hơn đi. Nếu không nằm trong tỷ lệ 1 trên 10.000 thì tuyệt đối không thể có quan hệ huyết thống. Khoan đã, mẹ, con cần một lời giải thích. Mẹ nhớ chuyện đó là vào 25 năm trước. Mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy mẹ không thể sinh con. Đúng lúc vào hôm đó, không thể sinh con. Đồ đàn bà vô dụng. Thiên Sơn, ông nghe tôi giải thích. Giải thích cái gì? Bà có gì để giải thích? Ông đây đi làm vất vả khổ sở mấy năm nay để nuôi một người không thể sinh con sao? Thiên Sơn, tôi nói cho bà biết, hôm nay bà không đem về được một đứa con, sau này đừng bước chân vào nhà nữa. Cứ như vậy, mẹ đã mang Hạ Mỹ về nhà. Hạ Mỹ, Hạ Mỹ ơi, mẹ cũng là bất đắc dĩ thôi. 500.000 đó mẹ không cần nữa. Con hãy nể mặt, mẹ đã nuôi nấng con mấy năm qua. Tha thứ cho mẹ nha. Tha thứ như nào? Tôi từ nhỏ đã luôn coi hai người là ba mẹ ruột của mình. Nhưng còn hai người không chỉ bắt tôi rời xa khỏi ba mẹ ruột, còn liên tục chèn ép tôi. Hạ Mỹ, không sao đâu. Cô còn có tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được ba mẹ ruột của mình. Còn về hai người, tôi cho hai người thời hạn 3 ngày. Mau đi tự thú cho tôi. Nếu không thì... Minh Nghị, xin cậu hãy tha cho chúng tôi. Xin cậu hãy nể mặt chúng tôi đã nuôi dạy Hạ Mỹ bao nhiêu năm qua. Thôi bỏ đi. Nể mặt bọn họ đã nuôi dạy tôi. Hạ Thiên Sơn chắc sẽ không nhanh chóng tỉnh lại đâu. Ông ấy cũng nhận lấy báo ứng rồi. Chúng ta đi thôi. Hạ Mỹ, Hạ Mỹ ơi, Hạ Mỹ, ngày đầu tiên đi làm lại vắng mặt. Nếu như cô không muốn làm nữa, lập tức thu dọn đồ rồi cút đi cho tôi. Giám đốc Lưu, tôi xin lỗi. Hôm qua nhà tôi xảy ra chút việc. Nhà có việc sao? Hạ Mỹ, cô nghĩ lấy lý do là nhà có việc, tôi có tin không? Giám đốc Lưu, nếu như hôm qua tôi không đến làm việc, đã gây tổn thất cho công ty, thì tôi xin lỗi. Nhưng mà, nếu như chị nghĩ tôi đang tìm cớ để nói dối, vậy tôi không chấp nhận được. Chị mau xin lỗi tôi đi. Xin lỗi sao? Hạ Mỹ, ở đây tôi có một bản hợp đồng với tập đoàn Hải Thiên. Nếu cô có thể ký được hợp đồng, tôi sẽ xin lỗi cô trước toàn thể công ty. Nhưng nếu cô không ký được, thì cô tự đi đến phòng nhân sự xin nghỉ việc cho tôi. Được, tôi làm. Ngô Thục Hân, bạn thân Hạ Mỹ, cô cũng bị mụ phù thủy già đó mắng sao? Cô là... Tôi là người mới, tên là Ngô Thục Hân. Chào cô, tôi là Hạ Mỹ. Cô biết gì không? Tôi nghe nhân viên cũ của công ty nói, Lưu Quỳnh Anh này, từ trước đến nay luôn yêu thầm chủ tịch của công ty chúng ta. Cho nên cô ấy đối với những cô gái xinh đẹp luôn có ý thù địch. Cô ấy sợ rằng người khác sẽ cướp mất vị trí phu nhân chủ tịch của cô ấy. Nhưng mà không phải cô là người mới sao? Sao cô biết nhiều thế? Tôi đoán kinh nghiệm làm việc của cô nhất định là không nhiều rồi. Sao cô nhìn ra được vậy? Nội bộ các công ty lớn cạnh tranh rất khốc liệt. Cô không có chuẩn bị từ sớm, làm sao cô có thể bám trụ được đây? Dù sao đi nữa, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ che chở cô. Cảm ơn cô. Này, cô phải tin tôi. Mụ phù thủy đó, sở trường giỏi nhất của cô ta đó là gây khó dễ cho người khác. Để tôi giúp cô xem hợp đồng. Hạ Mỹ, hợp đồng này cô không thể ký. Tại sao tôi không thể ký chứ? Bởi vì Tôn Khoa của tập đoàn Hải Thiên này, hắn là loại cặn bã, nhàn rỗi quá không có việc gì làm mà. Giám đốc Lư, cô chuẩn bị xong chưa? Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Tôi có thể cân nhắc. Đợi cô kết thúc thời gian thử việc mà vẫn cho cô thể diện khi rời khỏi công ty. Giám đốc Lư, cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng nếu tôi đã đến được Coldina, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Tốt, tốt lắm. Vậy chúng ta cứ chờ thử xem. Tôn Khoa, thiếu gia tập đoàn Hải Thiên. Nào cô Hạ uống một ly nào. Tôn Tổng, tôi không biết uống rượu. Không biết uống rượu sao? Không biết uống rượu mà ra ngoài bàn chuyện làm ăn gì chứ? Xem ra Coldina mấy người không cho Tôn Khoa này thể diện rồi. Thể diện là tự bản thân mình cho, không phải uống rượu là nó sẽ xuất hiện. Nhưng uống rượu như vậy cũng không thú vị. Chi bằng hôm nay chúng ta chơi một trò chơi đi. Người thua sẽ uống hết toàn bộ số rượu này. Chơi trò chơi sao? Được thôi. Tôn Khoa tôi từ trước đến nay chưa từng thua trò chơi nào. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi xuất sắc. chính là cái xuất sắc này sao? Tính xem điểm số của ai lớn hơn nhé. Được thôi, cô Hạ. Đừng hối hận đấy nhé. Bốn con sáu, cô Hạ. Xem ra cô uống ly này là cái chắc rồi. Đừng nói sớm quá. Tôi vẫn chưa lắc mà. Tôi thực sự không tin cô có thể lắc ra 5 con 6. Không phải chỉ là 4 con 6 sao? Cô Hạ, trận này chúng ta hòa. Đừng vội. 5 con 6 thì tôi không lắc ra được. Nhưng nhiều hơn anh 1 điểm 2 điểm thì lại không thành vấn đề. Dám giỡn mặt với ông hả? Anh đường đường là một ông chủ, chơi không được liền muốn ăn gian. Ăn gian sao? Tôn Khoa, anh tính làm gì? Còn hỏi tôi muốn làm gì sao? Đồ không biết xấu hổ, anh làm gì vậy? Dám làm tôi mất mặt. Hôm nay cô chỉ cần làm tôi sướng thôi thì tôi sẽ thả cô đi. Tôi cũng sẽ ký hợp đồng luôn. Con đàn bà cặn bã này, dám đánh tôi sao? Anh nói ai cặn bã? Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là tôn trọng phụ nữ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đi qua đi lại lâu như vậy rồi không thấy mệt sao? Không phải, anh ơi, chị dâu đã đánh khách hàng đó. Chuyện này đến tai các khách hàng khác rồi. Nhiều lời phàn nàn rằng cửa hàng chúng ta bắt nạt khách hàng, muốn hủy hợp đồng với chúng ta thì sao? Tôi tin rằng Hạ Mỹ sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Anh tin tưởng. Anh tin tưởng thì có tác dụng gì chứ? Khách hàng sẽ không tin. Tôi nói cho anh biết, chuyện này không giải quyết được đâu. Danh tiếng của Coldina chúng ta có thể bị ảnh hưởng rồi. Tôi làm chủ mà còn không lo đây. Tôi nói cho cậu nghe, phải không? Đúng rồi nhỉ? Sao thế? Chuyện của Tôn Khoa, anh nghe nói hết rồi đúng không? Tôi nghe đồng nghiệp nói qua rồi. Tôi cũng không ngờ tới chuyện lại đến nước này. Hạ Mỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô, cùng cô đối mặt với nó, được không? Chuyện của bản thân tôi sẽ tự giải quyết. Bị thương rồi mà vẫn không nghiêm túc gì cả. Bị thương gì chứ? Chỉ dựa vào Hạ Mỹ kia mà có thể làm anh bị thương sao? Tới em cũng xem thường Tôn Khoa này rồi sao? Tranh thủ bây giờ không có ai. Hai chúng ta, đồ đáng ghét. Anh không bị thương sao? Cô Hạ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến rồi. Sao thế? Đến xin lỗi tôi sao? Nếu như anh không bị thương, tại sao lại muốn vu khống tôi? Hạ Mỹ ơi, cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Nói thật với cô vậy, tôi sớm đã muốn tập đoàn Hải Thiên chúng tôi sẽ lật đổ Coldina, còn cô chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Tôn Khoa, anh, tôi đoán bây giờ cô ở Coldina cũng không dễ dàng gì. Chi bằng bây giờ cô đến chỗ tôi còn có thể cân nhắc cho cô một danh phận phu nhân chủ tịch. Anh nằm mơ đi. Vậy thì không thể trách tôi rồi. Chân tôi đau quá, tay tôi đau quá, đầu cũng đau nữa. Bác sĩ, đau quá đi. Nếu anh thích giả vờ bị thương như vậy, vậy bà đây sẽ làm anh bị thương thật. Cô muốn làm gì? Anh ơi, đã điều tra rõ rồi. Chuyện này không liên quan gì đến chị dâu. Tôi biết mà, Hạ Mỹ sẽ không vô cớ đánh người đâu. Vậy bây giờ là do tập đoàn Hải Thiên phải không? Lần này nếu tôi không cho anh ta biết mùi thì tôi sẽ không mang họ Quý. Cậu đi lo liệu chuyện này đi. Tôi như vậy liệu có đắc tội với người ta không? Bảo cậu làm thì cậu làm đi. Sao lắm lời vậy? Đi đi. Ba, vết thương trên mặt này của con là do Hạ Mỹ đánh đấy. Chắc chắn là do con làm sai chuyện gì rồi. Tôn Gia Hưng, ba của Tôn Khoa, nếu không làm sao người ta lại đánh con? Không phải chứ, ba. Hạ Mỹ chính là một nhân viên quèn ở Coldina, căn bản là không có chỗ dựa. Ba không thể đứng nhìn con trai mình bị người ta bắt nạt như vậy. Được rồi, ba sẽ gọi cho Coldina. Không cần gọi đâu. Tôn Tổng, đừng tốn công vô ích. Sao cậu lại đến đây? Giữa chúng tôi và Coldina, hình như ngoại trừ chuyện công việc ra thì không có chuyện riêng nào cả, không phải sao? Bị đánh thật thê thảm. Nếu cậu không có việc gì, mời ra khỏi phòng làm việc của tôi. Tôn tổng, đừng vội, tôi đây. Nghe nói quý công tử đã ở bệnh viện một thời gian, để kịp thời quan sát tình trạng bệnh của quý công tử, nên đã sai người gắn camera trong phòng bệnh. Còn về nội dung của camera giám sát này thì chắc cũng không cần tôi nói nữa đâu nhỉ? Cậu có ý gì? Tôi cảm thấy nếu đoạn phim này bị lộ ra ngoài, Coldina chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này. Nhưng nếu ảnh hưởng tới tập đoàn Hải Thiên thì chắc tôi không cần nói nhiều đâu nhỉ? Ngô tổng, tôi nghĩ rằng giữa Tôn Khoa và công ty các cậu nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nhất định là có hiểu lầm rồi. Chắc chắn là hiểu lầm. Đúng, đúng đấy. Chắc chắn là hiểu lầm. Vậy thì đúng rồi. Còn về cách giải quyết chuyện này thì phải nhờ vào Tôn tổng rồi. Ba. Thằng nhóc thối, đừng nói ba không giúp con. Lát nữa gặp quý tổng thì xin lỗi cho đàng hoàng, nếu không ba sẽ không tha cho con. Hạ Mỹ, sao lại là cô? Đúng là xui xẻo, chính là cô ta đã đánh con. Cô Hạ, có phải cô ra tay hơi quá rồi không? Hơi quá sao? Tốt nhất là ông hỏi con trai ông đi, hỏi xem hắn đã làm gì. Mặc dù Tôn Khoa có làm chút chuyện không đúng, nhưng cô Hạ, cô cũng không cần ra tay đánh người chứ. Chẳng lẽ trong mắt cô Hạ không có luật pháp sao? Luật pháp hả? Nếu tôi mà không ra tay bảo vệ mình thì người khóc lóc bây giờ chưa biết là ai đâu. Nhưng động đến con trai của Tôn Gia Hưng này, cô cũng phải giải thích chứ. Giải thích hả? Ông muốn giải thích thế nào? Sao rồi? Hắn xin lỗi cô chưa? Xin lỗi ấy hả? Anh hỏi bọn họ thử đi. Đám người này khiến tôi vô cùng buồn nôn. Quý tổng, cậu xem người phụ nữ này đi. Không thể chỉ vì người phụ nữ này là nhân viên của cậu mà bao che như thế được. Con người tôi trước giờ luôn bảo vệ người của tôi. Với lại người phụ nữ mà ông vừa nói là vợ của tôi. Quý tổng, chuyện này là thế nào? Còn về việc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, sao ông không hỏi con trai ông thử? Anh ta hẳn là rõ hơn ai hết đấy. Ba, không thể nào, không thể như vậy được. Đồ ngu đần này, nhìn xem con làm ra chuyện gì đi. Đừng vội tức giận, chuyện này cũng dễ giải quyết, nhưng phải được vợ tôi tha thứ trước đã. Còn về chuyện tôi đã kết hôn, nếu hai người dám tiết lộ ra ngoài thì tự mà gánh hậu quả. Nhìn xem con gây ra chuyện gì đi. Ba chỉ còn cách đích thân đi xin lỗi cô Hạ Mỹ đó, nếu không số phận nhà chúng ta sẽ thật sự phó mặc cho ông trời đấy. Xin lỗi cháu, không sao ạ. Cô không sao chứ? Tay chân vụng về, còn muốn làm nữa không vậy? Xin lỗi quản lý, tôi sẽ chú ý. Là tại tôi không cẩn thận, may mà cô đây hiền lành hiểu chuyện. Mau cảm ơn cô ấy đi. Tôi cảm ơn cô nhé. Không sao ạ. Cái này là, bà còn đứng đây làm gì nữa? Còn không mau đi làm việc, tôi đi ngay. Giải quyết xong rồi à? Bằng khả năng thao túng tâm lý và lý lẽ của tôi, Tôn Khoa đã chịu thỏa hiệp rồi. Hắn sẽ đến xin lỗi cô ngay thôi. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Anh uy hiếp hắn hả? Nhân viên quèn như tôi sao mà uy hiếp hắn được? Chuyện này phải nhờ chủ tịch ra tay chứ. Cũng đúng. Hay là thế này đi, khi nào anh rảnh giúp tôi hẹn gặp chủ tịch đi. Tôi muốn mời anh ấy đi ăn. Chủ tịch? Anh ấy hình như mấy ngày nay chủ tịch đi nước ngoài rồi, không có thời gian. Không đúng lúc rồi. Vậy khi nào anh ấy về, anh hẹn giúp tôi một lần nhé. Được, khi nào anh ấy về đã? Cái đó, Minh Nghị, chúng ta sinh một đứa đi. Kết quả xét nghiệm, vô sinh. Gần đây tôi hơi mệt, lần sau đi nhé. Hạ Mỹ, khẩn trương thu dọn đồ, lập tức cút cho tôi. Còn định nằm dài ở đây không đi hả? Giám đốc Lư, sao cô không tha cho Hạ Mỹ vậy? Chẳng qua là cô sợ năng lực của cô ấy hơn cô, cướp mất vị trí của cô chứ gì. Ngô Thục Hân, cô thích ra mặt cho Hạ Mỹ như vậy. Hai chị em cô đi cùng nhau đi. Tôi dám chơi dám chịu. Trợ lý thiết kế đúng là trợ lý. Làm sao làm ra được. Bản thiết kế vừa lòng khách hàng chứ. Xin lỗi làm phiền. Chào cô Hạ, tôi là Tôn Gia Hưng. Chuyện lần trước là do Tôn Khoa nhà tôi sai với cô. Hy vọng cô không để chuyện này trong lòng. Mau xin lỗi đi. Xin lỗi cô Hạ Mỹ, lần trước là do tôi không đúng. Cô Hạ, chút tâm ý không đáng gì, mong cô nhận lấy. Bên trong có 800.000 tệ, cái này thì tôi không nhận được. Vậy mong cô nhận lấy bản hợp đồng này. Tôi đã hạ bút, ký liền 3 năm hợp tác với công ty cô. Ngoài ra, hợp đồng với hàng chục công ty khác của chúng tôi cũng ở trong đấy. Vậy tôi giữ lại hợp đồng này. Tôn Tổng, sau này cảm phiền ông quản giáo con ông cho tốt, tránh để sau này anh ta kéo thêm rắc rối lớn hơn cho ông. Cảm ơn cô Hạ. Vậy nhé, chúng tôi xin phép đi trước. Tôn Tổng, không ngồi lại bàn thêm về hợp đồng à? Hạ Mỹ, Giám đốc Lư, tôi giành được hợp đồng rồi. Bây giờ mời cô thực hiện lời hứa của mình. Xin lỗi tôi, Hạ Mỹ, cô. Chúc mừng cô, chị em tốt. Tốt quá rồi. Tôi yêu cầu sa thải Hạ Mỹ. Ngay lập tức, sa thải Hạ Mỹ. Phim được dịch, thuyết minh. Giám đốc Lư, tháng này Hạ Mỹ không những đã hoàn thành chỉ tiêu, còn hoàn thành vượt quá số đơn hàng quy định. Hiệu suất của tháng này không hề kém cạnh so với cô. Sa thải một nhân viên ưu tú như vậy quá đáng rồi nhỉ. Ai biết được là cô ta dùng thủ đoạn gì. Không biết lên giường với bao nhiêu khách hàng rồi nữa. Lên giường với khách hàng ấy hả? Có bằng chứng không? Không. Vậy là không được rồi. Cô đừng nghĩ đến phía Quý Tổng nữa. Giám đốc Lư, cô là giám đốc nên cho người mới thêm nhiều cơ hội mới phải. Cơ hội chứ gì. Được thôi, vậy tôi sẽ cho cô ấy thêm cơ hội. Hạ Mỹ, cô đợi đấy cho tôi. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng tôi còn nghĩ đến chuyện thăng chức nữa. Mọi người nói gì vậy? Hạ Mỹ, cuối cùng cô cũng đến. Có chuyện rồi. Cô vẫn chưa biết đúng không? Ông sếp của công ty, hôm qua cô ký hợp đồng, ông ta cầm tiền bỏ trốn rồi. Hả? Không thể nào. Sao có thể chứ? Hạ Mỹ, cô mau báo cho phòng tài chính đi, bảo họ tuyệt đối đừng chuyển tiền đi. Hôm qua vừa ký hợp đồng xong, buổi chiều công ty đã chuyển khoản rồi. Bây giờ mới đi tìm phòng tài chính, có muộn quá không? Cô gây tổn thất lớn đến như vậy cho công ty. Lần này, tôi xem còn ai có thể giữ cô lại được nữa. Dựa vào việc nhân viên Hạ Mỹ chưa điều tra rõ thông tin đối tác, đã tự tiện ký kết hợp đồng, gây tổn thất to lớn cho công ty. Tôi đề nghị lập tức sa thải cô Hạ Mỹ. Tôi nói vài câu. Hạ Mỹ đúng là đã khiến công ty chịu thiệt hại, nhưng may mắn là tổn thất không lớn. Hơn nữa chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hạ Mỹ. Quý Minh Nghị, trước mặt ban giám đốc, anh bao che cho Hạ Mỹ như vậy. Rốt cuộc cô ta là cái gì của anh? Tôi chỉ nhìn từ góc độ là nhân viên của công ty. Vậy năm đó tôi xảy ra chuyện, anh ở đâu? Sự hy sinh của tôi bao nhiêu năm nay là gì với anh hả? Đây là cuộc họp ban giám đốc. Được rồi, bắt đầu bỏ phiếu đi. Bao nhiêu người đồng ý sa thải nhân viên Hạ Mỹ? Mời giơ tay. Quý Tổng, sau khi chúng tôi thảo luận, quyết định đình chỉ mọi chức vụ của nhân viên Hạ Mỹ. Sau khi có kết quả điều tra cụ thể sẽ quyết định sau. Sao thế? Ai chọc cô không vui vậy? Tôi cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này. Nhất định công ty sẽ xử lý ổn thỏa, trả lại công bằng cho cô. Thật à? Tập đoàn Coldina mỗi năm kiếm được mấy tỷ, sao lại vì mấy trăm ngàn cỏn con này mà tính toán với cô được? Nếu như bọn họ vì chút tiền này mà đánh mất một nhà thiết kế lợi hại như cô, chẳng phải là lỗ to sao? Nói cứ như anh là ông chủ ấy. Tôi thì tôi nói là nếu mà. Thôi bỏ đi, mau lên, uống với tôi một ly. Được. Cạn ly. Tiêu Hồng, mẹ ruột của Hạ Mỹ, bà chính là người ngày hôm trước. Vivi, mẹ đã tìm thấy con rồi. Dì ơi, dì nhận nhầm người rồi. Tên cháu là Hạ Mỹ. Trên mu bàn tay trái của con có vết bớt nhỏ màu đỏ phải không? Sao dì biết? Vậy thì không sai được rồi. Vivi, mẹ đã tìm con bao nhiêu năm rồi? Chuyện lần trước đối tác ôm tiền bỏ trốn, điều tra tới đâu rồi? Chỉ tra ra được trên tài khoản ngân hàng có sự tồn tại của tập đoàn Hải Thiên. Tập đoàn Hải Thiên sao? Lần trước đã tha cho bọn họ, còn lần này tôi muốn tập đoàn Hải Thiên hoàn toàn biến mất. Còn phía Hạ Mỹ thì thế nào? Đã thông báo cho phía ban giám đốc, tạm thời phục chức cho Hạ Mỹ, chờ khi có kết quả tiếp theo. Mẹ, không ngờ con lại có thể tìm thấy mẹ. sau này con và mẹ sẽ sống chung với nhau. Được. Hạ Mỹ, nhà có khác sao? Chồng, em đã tìm thấy mẹ em rồi. Đây là chồng của con, Quý Minh Nghị. Mẹ đến rồi, mẹ, mời ngồi, Quý Minh Nghị. Con họ Quý sao? Đúng vậy à? Không thể nào, Hạ Mỹ, mẹ còn có việc. Lần sau rảnh rỗi, mẹ sẽ qua thăm con. Mẹ, không ở lại ăn cơm sao? Sao vậy? Vui quá đi, được trở lại làm việc rồi. Hạ Mỹ, chị em tốt của tôi ơi, nhớ quá đi mất. Tôi cũng nhớ cô lắm. Hạ Mỹ, cô còn mặt mũi quay lại công ty sao? Công ty quyết định tạm thời phục hồi chức vụ của tôi. Liên quan gì đến chị? Cô có thù oán gì với công ty vậy? Có phải là không khiến tập đoàn Coldina phá sản, cô sẽ nhất quyết không buông tay đúng không? Là tôi tới gặp khách hàng để ký hợp đồng, nhưng tất cả tài liệu là chị đưa cho tôi. Thân là giám đốc, có chuyện là xả lên người của trợ lý. Chị không có một chút trách nhiệm nào sao? Hạ Mỹ, ý của cô là sao? Ý của tôi như nào? Trong lòng chị rõ nhất. Ồn cái gì? Đây là công ty, muốn cãi thì về nhà. Thư ký Ngô, tôi muốn biết công ty mời tôi quay lại làm việc thì tại sao tôi không thể quay lại? Giám đốc Lưu, chuyện này cô kết luận sớm như vậy không hay cho lắm. Ngô Vinh, anh đừng có mà quá đáng. Tại sao vẫn chưa sa thải Hạ Mỹ? Lưu Quỳnh Anh, sa thải hay không là quyết định của công ty. Nếu cô không còn việc gì thì có thể đi rồi. Hạ Mỹ rốt cuộc đã cho mấy người lợi ích gì vậy? Tại sao các người ai cũng bao che cho cô ta vậy? Lưu Quỳnh Anh, đừng có mà quá đáng. Tôi quá đáng sao? Quý Minh Nghị, tôi đối với anh như nào, bản thân anh không biết sao? Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi. Hạ Mỹ phải không? Tôn Khoa, tôi đã dốc hết công sức lấy những tài liệu đó từ máy tính Hạ Mỹ cho anh. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa làm gì? Lưu Quỳnh Anh, Tôn Khoa, tôi làm việc mà cũng đến lượt cô chỉ tay 5 ngón sao? Nhưng mà mặc dù cô cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng nhìn cô vẫn quyến rũ lắm đấy. Tôi còn chưa được thử qua đây. Tôn Khoa, tôi cảnh cáo anh, chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền. Nếu như anh còn dám động tay động chân với tôi sẽ nói cho Quý Minh Nghị. Tất cả chuyện này là do anh ở phía sau giở trò. Cô đang uy hiếp tôi sao? Chỉ là tôi cảm thấy đường đường là công tử của tập đoàn Hải Thiên, nhưng lại bị ép phải xin lỗi một trợ lý nhỏ nhoi. Thật đáng xấu hổ. Sao chúng ta không hợp tác để khiến hai người Quý Minh Nghị và Hạ Mỹ hoàn toàn trở mặt với nhau, không còn chỗ dựa nào nữa. Cô muốn làm gì? Hạ Mỹ, cái gì đây? Cái này hay mà rảnh rỗi để cái dấu này lên áo tôi vậy chứ? Anh sẽ không nói với tôi đây là do anh vô tình dính phải đâu đúng không? Tôi, nếu cô cứ nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách. Cũng phải, vốn dĩ chúng ta kết hôn vội vàng, trách là trách tôi lo chuyện bao đồng. Hạ Mỹ, Hạ Mỹ ơi, rốt cuộc là kẻ nào chứ? Anh, cà phê đây, đặt trên đó đi. Không có việc gì thì tôi đi đây. Đợi đã, sao vậy? Tôi hỏi cậu một chuyện, chính là trên áo của đàn ông có vết son của người phụ nữ khác. Điều này có khiến người khác khó mà chấp nhận không? Anh ngoại tình rồi sao? Tôi ngoại tình cái gì chứ? Đừng có nói nhảm. Cậu không biết thì nói không biết, đừng nói bậy, được không? Dù sao thì bình thường. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gọi nó là mối quan hệ của hai người kết thúc rồi. Kết thúc rồi sao? Có cách nào cứu vãn không? Anh mua cho cô ấy một cái túi thì sao? Cô ấy không giống những người phụ nữ khác. Còn cách nào khác không? Hay anh làm như này? Thư ký Ngô, anh tìm tôi. Đây là dấu môi của tất cả phụ nữ trong công ty. Cô xem tờ nào trong đây giống với cái này nhất. Cố ý gọi tôi tới đây chỉ để làm cái việc nhảm này sao? Không còn gì khác thì tôi đi trước. Giám đốc Lưu, cô chắc chắn không muốn nhìn kỹ sao? Nếu như bởi vì tôi nhìn nhầm mà oan cho người khác thì không hay đâu. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tôi đặt hết mấy dấu son ở đây. Nếu phát hiện ra điều gì cứ việc nói với tôi. Giám đốc Lưu, vậy tôi tan làm trước nhé. Đi đi. Sao anh vẫn chưa đi? Giám đốc Lưu, có phải đang tìm thứ này không? Giám đốc Lưu, tại sao chị lại làm như vậy? Tôi cần phải giải thích cho cô sao? Chị không nghĩ là chị làm thế quá đáng lắm sao? Tôi làm gì không đến lượt cô nói. Một trợ lý nhỏ mà dám chỉ tay 5 ngón với tôi, vu khống trợ lý của mình, gây mâu thuẫn trong nội bộ công ty. Lưu Quỳnh Anh, tôi thấy cô ngồi cái vị trí này quá lâu rồi nên là cảm thấy bản thân mình vô pháp vô thiên phải không? Ngô Vinh, nếu anh nhìn tôi không thuận mắt anh có thể sa thải tôi, nhưng tôi lại muốn xem rốt cuộc ai có thể ngồi vững vị trí của tôi. Hạ Mỹ, cưới anh nhé. Xin lỗi, em không nhịn được. Anh không sốt chứ? Em cười cái gì chứ? Nhận đi, anh đã quỳ tê cả chân rồi. Thế nào, đẹp không? Đẹp lắm. Nhưng mà, đây, vừa nín vừa nhẫn. Chẳng lẽ anh lại gây rắc rối gì bên ngoài nữa? Anh có thể gây rắc rối gì chứ? Anh thề đi. Anh thề. Đúng rồi. Em xem nè. Giám đốc thiết kế. Đã 3 tuần rồi. Làm việc kiểu gì vậy? Thế này là nhanh rồi đấy. Tôi không muốn nghe cậu giải thích. Tôi muốn một giải pháp. Hay là thế này đi. Ngô Tổng, cái đó tôi sẽ đi xử lý ngay. Làm cho tốt vào. Mọi người đều đến đủ rồi. Thông báo điều chuyển nhân sự. Căn cứ vào sự xem xét của ban quản lý công ty, đặc biệt bổ nhiệm Hạ Mỹ để làm giám đốc thiết kế của chúng ta. Mọi người vỗ tay đi. Tôi phản đối. Cô ấy là giám đốc thiết kế, vậy tôi là gì? Tôi quên mất cô. Lưu Quỳnh Anh không có năng lực quản lý, đẩy xuống làm trợ lý thiết kế. Cứ quyết định như thế đi. Không thể nào như vậy. Tôi không muốn làm trợ lý thiết kế. Tôi mới là giám đốc thiết kế của Coldina. Ngô Tổng, hay là đổi người khác đi. Vị trí giám đốc, trách nhiệm rất lớn. Tôi sợ tôi không làm nổi. Tôi tin tưởng cô sẽ làm tốt thôi. Hạ Mỹ, đừng ở đó giả vờ làm người tốt. Từ ngày đầu tiên cô vào công ty là đã nhăm nhe vị trí của tôi rồi đúng không? Chúc mừng cô thắng rồi. Giờ vị trí giám đốc là của cô. Lưu Quỳnh Anh, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ tranh giành vị trí giám đốc với cô. Là cô luôn gây áp lực cho tôi. Chẳng lẽ tôi bảo vệ lợi ích của mình cũng là sai sao? Các vị lãnh đạo, Hạ Mỹ tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu có người phù hợp hơn, có thể thay thế tôi bất cứ lúc nào. Hạ Mỹ, chắc bây giờ cô đang rất đắc ý đúng không? Dù sao thì mọi người bây giờ đều có mặt ở đây. Sau này muốn làm khó tôi như thế nào thì cứ nói thẳng. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gây khó dễ cho cô. Thứ hai, tôi nghĩ trọng tâm của bộ phận thiết kế nên là việc thiết kế quần áo, chứ không phải đấu đá nhau mỗi ngày. Nói hay lắm. Cô, các người. Quý Minh Nghị, anh làm gì ở đây? Tôn thiếu gia, nhiều tiền vậy sao? Đi đâu đấy? Tôi đi du lịch. Đi du lịch mà mang theo nhiều tiền như vậy? Cậu đi đâu? Miến Điện sao? Tiền là của tôi. Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Được, được thôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay đến là nói cho cậu biết về việc cậu xúi giục người khác lừa Hạ Mỹ ký hợp đồng giả. Chúng tôi đã điều tra rõ rồi. Không phải, Quý Tổng. Anh bình tĩnh đi. Là tôi nhất thời bị mờ mắt. Không phải, Quý Tổng. Xin hãy tha cho tôi một lần. Hay là muốn tôi bồi thường? Bao nhiêu cũng được. Tôn thiếu gia, ký tên đi. Từ hôm nay trở đi, tất cả các thị trường mà tập đoàn Coldina chiếm giữ, tập đoàn Hải Thiên các cậu phải rút lui toàn bộ. Quý Minh Nghị, anh đừng có quá đáng. Cậu không ký cũng được. Cậu có thể chọn ngồi tù. Được. Tôi ký. Tôi ký là được chứ gì. Miễn là tôi không phải ngồi tù, chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý. Alo. Mẹ. Mẹ đã tới dưới nhà con rồi. Con là Hạ Mỹ sao? Đẹp lắm. Dì là ai thế? Mẹ là mẹ của Quý Minh Nghị. Mẹ của Quý Minh Nghị. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Cái thằng nhóc này, kết hôn là chuyện lớn như vậy cũng không nói cho mẹ biết một tiếng. Mẹ đến xem cũng không được sao? Mẹ thì là không đồng ý cũng không còn cách nào. Con và Hạ Mỹ đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ai nói mẹ không đồng ý? Mẹ vừa nhìn Hạ Mỹ đã thấy rất có duyên với mẹ, rất thích là đằng khác. Mẹ, con đi lấy nước cho mẹ. Để Minh Nghị đi. Đừng để phụ nữ phải vất vả. Mẹ, con có phải con ruột mẹ không chứ? Sao mẹ còn bênh vực người ngoài thế? Mẹ thiên vị với con dâu mẹ thì sao chứ? Hơn nữa, con nói ai là người ngoài hả? Mẹ nói con đấy. Đáng bị dạy dỗ. Được rồi, con đi rót nước đây. Nhìn xem, hôm nay mẹ có mang cho con một thứ. Không được đâu, cái này quá quý giá. Năm xưa bà của Minh Nghị tặng nó cho mẹ. Bây giờ đến lúc cho con. Mẹ hy vọng tương lai con và Minh Nghị có thể đồng cam cộng khổ. Nhân tiện thay mẹ dạy dỗ nó. Mẹ, vậy con sẽ nhận. Sau này con nhất định sẽ nghiêm khắc với anh ấy. Hạ Mỹ, đợi cô làm giám đốc rồi. Đừng quên người chị em này nhé. Sau này ở công ty tôi sẽ bảo vệ cô. Anh mù rồi sao? Trịnh Vũ, bạn học của Hạ Mỹ, cô ăn nói kiểu gì vậy? Xin lỗi, đây là bạn tôi. Hạ Mỹ, Hạ Mỹ, tốt nghiệp đại học đến giờ mới gặp lại cậu. Quả thật, con gái lớn lên thay đổi quá nhiều, càng ngày càng đẹp. Vậy sao? Cảm ơn. Đúng rồi, dạo này cậu thế nào? Thôi, đừng nhắc đến. Nghề nghiệp tự do, bữa no, bữa đói. Đúng rồi, gần đây bạn học chúng ta tổ chức một buổi họp lớp. Đây là thư mời. Cậu mau sửa cái dự án đó cho tôi. Sau đó tôi cúp máy đây. Lát nói sau. Hạ Mỹ, vị này là... Giới thiệu với cậu, đây là... Tôi là chồng của Hạ Mỹ, Quý Minh Nghị. Chào anh, tôi là bạn học đại học của Hạ Mỹ. Nếu là bạn học đại học thì nên giữ kẻ một chút. Giữ kẻ. Chúng tôi còn có chút việc nên đi trước đây. Cậu uống trước đi. Được. Anh ghen sao? Không có. Được rồi, lần sau nếu em có gặp người đàn ông khác nhất định sẽ nói trước với anh. Còn có lần sau. Em không thấy bạn học cũ của em nhìn chằm chằm muốn rớt cả mắt ra, còn nói anh không có ghen. Được rồi, chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Sau này em nhất định sẽ giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, giữ khoảng cách với cả những động vật giống được. Được. Cảm ơn giám đốc Hạ. Cảm ơn cô đã mua trà sữa cho chúng tôi. Khách sáo cái gì chứ. Sau này làm việc vẫn cần sự giúp đỡ của mọi người mà. Được rồi, làm việc đi. Hạ Mỹ, cô là giám đốc. Làm gì có giám đốc nào lại mua trà sữa cho nhân viên chứ? Là do cô không biết đó thôi. Đây gọi là thấu hiểu cấp dưới, quan tâm nhân viên. Nếu lúc nào cũng mang khuôn mặt khó chịu đi làm, sau này có quỷ mới dám làm cho cô. Cô đỉnh thật đấy, không như ai kia. Ghế này thật thoải mái, bảo sao ai cũng muốn làm tổng giám đốc. Vào đi. Giám đốc Hạ, đây là dự án thiết kế gần đây, cô xem xong thì ký tên đi. Khoan đã, dạo này chị nói chuyện cọc cằn vậy, đừng nói là rối loạn nội tiết đấy chứ. Sao không nói chuyện với tôi vậy? Thôi mà anh, đừng đi qua đi lại nữa, tôi đau đầu quá. Nếu anh thực sự lo cho cô ấy thì anh đi tìm cô ấy đi. Không được, nếu như tôi đi thì chẳng khác nào là tôi đang ghen vậy. Anh vốn dĩ là đang ghen mà. Như này đi, cậu đi tìm giúp tôi một bộ đồ thật là đẹp, tôi phải đến tận nơi mới được. Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi, xe của tôi bị hết điện. Qua đây đi Hạ Mỹ, mau qua đây, ngồi chỗ này, ngồi đây đi. Đây không phải là bạn học cũ của chúng ta Hạ Mỹ sao? Đã lâu không gặp, nhìn cậu vẫn như xưa, trông nghèo nàng quê mùa. Mọi người đều là bạn học, cậu đừng như vậy Gia Huệ. Hạ Mỹ, đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, sao cậu không có chút tiến bộ nào vậy? Không như tôi, bây giờ tôi đang làm quản lý chăm sóc khách hàng ở một công ty lớn. Cậu thấy chiếc túi tôi mới mua thế nào? Chưa thấy bao giờ chứ gì, túi xách sao? Mấy ngày trước chồng tôi cũng tặng tôi một cái, nhưng chắc không thể so với chiếc túi của cậu rồi. Túi của tôi chỉ là hàng rẻ tiền thôi. Biết là hàng rẻ tiền, sao cậu không để ở nhà đi? Sau này bớt mang mấy thứ đồ này ra ngoài, làm mất mặt người khác. Nhưng sao tôi lại thấy túi của Hạ Mỹ mới giống hàng thật nhỉ? Đúng rồi đó, túi giả bây giờ đẹp hơn túi thật nhiều. Các cậu thì biết cái gì? Đây rõ ràng là vì sử dụng vật liệu quá mức để sao chép nên mới thành ra như vậy. Phải rồi, Hạ Mỹ, lần trước gặp chồng của cậu vẫn chưa kịp hỏi thăm anh ấy. Anh ấy làm nghề gì vậy? Chồng tôi sao? Chỉ là một nhân viên bình thường thôi, nhưng anh ấy rất tốt với tôi. Đàn ông mà không có bản lĩnh thì tất nhiên phải đối xử tốt với phụ nữ rồi, không giống chồng tôi, cả ngày chẳng cho tôi làm gì cả. Bởi vậy mới nói, có một số người sinh ra đã nghèo rồi, phụ thuộc vào đàn ông thì có gì hay chứ. Hạ Mỹ, cậu có ý gì hả? Phải, cuộc sống của tôi có thể không tốt bằng cậu, nhưng mà mỗi đồng tiền tôi có là do bản thân tự kiếm. Cậu thì có gì mà xem thường tôi? Hạ Mỹ, cậu thực sự vẫn ngây thơ như hồi còn đi học đại học vậy. Bộ cậu nghĩ rằng chỉ cần bản thân phấn đấu thì sẽ có một cuộc sống như tôi bây giờ sao? Tôi sống như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Hạ Mỹ, cậu cũng cứng miệng thật đấy. Nếu như hôm nay không học lớp, cậu nghĩ mình có thể đến một nhà hàng sang trọng như vậy sao? Nhà hàng này, chồng tôi đã dẫn tôi đến mấy lần rồi, nhưng mà hình như còn to hơn phòng này nữa. Cậu lại nói khoác rồi, Hạ Mỹ. Cái nhà hàng này, cả phòng riêng này là nhờ chồng tôi đặt bàn trước một tháng mới được. Bộ muốn đến thì đến sau. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Đủ rồi, Hạ Mỹ. Nếu không phải vì tôi nể mặt mọi người là bạn học cũ nên mới đồng ý hẹn ra gặp mặt, nếu cậu thật sự muốn khoe khoang thì cũng không cần phải chém gió vậy đâu. Tôi đâu có chém gió. Chồng tôi và ông chủ của nhà hàng này hình như rất thân thiết với nhau. Rất thân thiết với nhau sao? Hay là để bây giờ tôi gọi điện cho ông chủ nhà hàng này để tôi xem thử hai người thân thiết cỡ nào. Alo, ông xã ơi, đâu rồi? Bữa tiệc cho phòng đặc biệt đã chuẩn bị xong rồi. Quý tổng, cậu đến khi nào vậy? Mới đến thôi, sao cậu đến mà không nói với tôi một tiếng? Để tôi sắp bàn cho cậu như cũ nha. Không cần đâu, không cần. Hôm nay vợ tôi đến đây để họp lớp, tôi tiện đường nên ghé qua thăm. Anh giúp tôi xem cô ấy ở phòng nào vậy? Alo, ông xã, anh bảo chủ nhà hàng Hà Hữu Nhân qua đây một lát đi. Anh ấy đi công tác rồi sao? Được rồi, vậy lát về chúng ta nói chuyện. Chủ nhà hàng đã đi công tác rồi, phải mấy ngày nữa mới về được. Vẫn là Gia Huệ lợi hại, một cuộc điện thoại là có thể gọi ông chủ sang đây. Phải đó, Hạ Mỹ, hay là bỏ đi. Cậu cứ thừa nhận là mình chém gió đi, không cần phải chuốc lấy phiền phức cho mình đâu. Tôi không có chém gió. Hôm qua, tôi còn nghe thấy chồng tôi gọi điện bàn chuyện làm ăn với Hà Tổng. Sao hôm nay lại đi công tác rồi? Người ta là Hà Tổng trăm công nghìn việc. Khi nào đi công tác, cũng phải thông báo cho cậu một tiếng hả? Hơn nữa chồng cậu bàn chuyện làm ăn với Hà Tổng sao? Hạ Mỹ, dù có muốn chém gió thì cũng phải chú ý chút chứ. Đúng vậy, Hạ Mỹ, mọi người đều là bạn học. Nếu cậu khó khăn quá, có lẽ Gia Huệ vẫn có thể giúp cậu đó. Đừng đắc tội với Gia Huệ nữa. Mọi người không chịu tin tôi phải không? Quý Minh Nghị, sao anh lại ở đây? Anh đến bàn chút việc với Hà Tổng, sẵn qua đây thăm em. Mọi người nhìn kìa, vẫn là chồng tôi giỏi nhất. Một cuộc điện thoại liền gọi Hà Tổng đến đây. Hà Tổng, thật không ngờ anh bận rộn như vậy, vẫn dành thời gian qua đây gặp tôi. Xin lỗi, cô là... Anh quên rồi sao? Mấy ngày trước chồng tôi đã cùng Tô Tổng qua đây dùng bữa với anh đó. Tôi không có ấn tượng gì cả. Thì ra cũng chỉ là một trợ lý thôi. Cô Hạ Mỹ, cô đến đây, sao không nói trước cho tôi một tiếng, để tôi sắp xếp cho mọi người một căn phòng to hơn. Hà Tổng, anh có nhận nhầm người không? Hạ Mỹ cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Hai người nhân viên bình thường sao? Cô không đùa với tôi đấy chứ. Nếu phu nhân của Quý Tổng là nhân viên bình thường, vậy thì trên đời này còn ai có thể làm chủ nữa. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chồng của tôi, Quý Minh Nghị. Sao ra ngoài không nói với anh một tiếng? Em biết rồi, lần sau sẽ nói. Ôi trời ơi, hóa ra những gì Hạ Mỹ nói là sự thật. Hồi nãy tôi không nói gì sai chứ. Xem ra sau này tôi phải thay đổi thái độ với Hạ Mỹ rồi. Nếu không thì sẽ khó sống lắm. Hạ Mỹ, đừng có vội đắc ý. Không phải chỉ là lấy được một người đàn ông tốt thôi sao? Chúng ta cứ đợi mà xem. Nhất định sẽ có ngày tôi bỏ xa cậu. Trước giờ tôi chưa từng muốn so sánh với cậu. Để mọi người cùng dùng bữa ôn lại chuyện xưa, không tốt hay sao? Ôn lại chuyện xưa sao? Hạ Mỹ, ôn chuyện xưa cũng cần phải trả tiền vậy. Hôm nay tôi không qua được cậu, tôi thừa nhận. Nhưng cậu cũng không cần phải giả vờ làm người tốt trước mặt tôi đâu. Sao nào? Còn muốn tham gia nữa không? Buổi họp lớp này không tham gia cũng được. Hà Tổng, không còn việc gì nữa, chúng tôi đi trước. Quên nói với mọi người, nhà hàng chúng tôi sắp đến giờ đóng cửa rồi. Thi Thi, bạn thơ ấu của Quý Minh Nghị. Quý Minh Nghị, Minh Nghị, mấy năm nay em đã gọi cho anh rất nhiều, anh đều không trả lời. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Đây là bạn thân từ nhỏ của anh, Thi Thi. Thi Thi sao? Cười trong cũng thân mật đấy. Minh Nghị, mấy năm nay du học ở nước ngoài, em nhớ anh lắm. Minh Nghị, anh ghét em đến vậy sao? Thi Thi, đây là vợ của anh. Hạ Mỹ, vợ sao? Minh Nghị, anh quên rồi sao? Khi còn nhỏ anh đã nói sẽ cưới em mà. Em sẽ đi kể khổ với bác gái. Thi Thi, vợ à, em đừng hiểu lầm nhé. Thật ra anh và em ấy chỉ là thanh mai trúc mã đúng không? Đúng vậy. Em muốn yên tĩnh một mình.